Vấn đề nói tục chửi bậy vốn dĩ đã được nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm nay và vẫn được bỏ ngỏ. Thực vậy, hiện trạng người trẻ văng tục không còn quá xa lạ. Chính bản thân mình đôi khi vẫn nói vui vài câu và văng tục với bạn bè. Nhưng bên cạnh đó, việc sử dụng các từ ngữ thô tục ở nơi công cộng có thể khiến người khác đánh giá tiêu cực về bạn. Hơn nữa, văng tục quá nhiều không thực sự thể hiện cái sự thẳng thắn mà nhiều người trẻ thường lầm tưởng. Hành động chửi thề văng tục cho thấy trình độ tri thức và thậm chí liên quan tới tư tưởng và quan điểm sai lệch của người sử dụng. Thông qua bài viết của tác giả Sanis Chan được đăng tải trên website spiderroom.com, chúng ta hãy cùng đào sâu hơn về vấn đề này nhé. Xin lưu ý rằng bài viết cũng sẽ có một vài từ ngữ nhạy cảm nên chúng mình sẽ chỉnh sao cho phù hợp với cả mọi đối tượng khán giả. Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spyroom đang giảm giá có 102. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi kinh khủng ấy nhá. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spyroom luôn. Thẳng thắn là gì? Theo định nghĩa tiếng Việt, thẳng thắn có nghĩa là ngay thẳng, không thiên lệch, không quanh co hay né tránh trong một mối quan hệ. Thẳng thắn cũng là một tính từ chỉ tính cách cho thấy cá nhân đó không hành động quanh co, mà thường hay nói vào trọng tâm vấn đề. Vậy, thẳng thắn có phải là việc người trẻ văng tục khắp mọi nơi rồi cho rằng đó là việc thể hiện con người thật, không giả dối hay là không? Chắc chắn là không rồi, thẳng thắn chưa bao giờ đi chung với việc phun ra những từ ngữ tục tĩu. Nó là từ dùng để chỉ tâm tính con người, không phải thuộc về hành động. Thẳng thắn là khi bạn sẵn sàng chỉ ra cái sai và cái đúng, nói trực tiếp tới trọng tâm vấn đề mà không quanh co. Còn việc văng tục khắp mọi nơi rồi hả hê vì điều đó, nó gọi là sự vô học. Cái tôi và vị thế bản thân. Đối với mình, không phải ai văng tục cũng là kẻ vô học, nhưng người có tri thức sẽ luôn giữ sự lịch sự mọi lúc. Thật vậy, trên bàn nhậu chén anh chén chú, bạn hoàn toàn có thể phun ra vài lời tục tĩu, vài câu chuyện đùa 18+. Nhưng mà tại nơi công cộng, như là ở một buổi họp, nơi có những người nghiêm túc hoặc là trên mạng xã hội, thì rất hiếm khi những người này văng tục. Họ luôn giữ cái sự điềm tĩnh và lịch sự, và điều trên lại được các bạn trẻ bẻ cong thành sự giả tạo và thảo mai. Mình cho rằng việc nhầm lẫn giữa văng tục là thẳng thắn và lịch sự là giả tạo bắt nguồn từ cái tôi và vị thế bản thân của những người trẻ. Họ tự ti nhưng lại có cái tôi quá lớn, lớn đến độ họ muốn bung xòe ra cho tất cả thấy. Thế nhưng với hành động thể hiện bản thân như vậy, vô hình chung họ đã để cả xã hội ảo nhìn rõ được sự tự ti và thiếu chín chắn của mình. Vì sao cái việc thể hiện bản thân thông qua việc văng tục lại cho thấy sự tự ti? Thực vậy, một người có tự tin vào bản thân thì sẽ không thể hiện mình dưới dạng ăn to nói lớn. Họ thường có xu hướng trầm tĩnh lại và nói nhẹ nhàng nhưng mà rõ ràng. Lý lẽ hơn là cái việc gân cổ lên và phun ra hàng loạt những cái từ ngữ tục tĩu. Trong một lần thảo luận với cả một chị bạn mình mới quen, một thạc sĩ, giáo viên và là nhà vận động đang tìm kiếm các giá trị nhân sinh trong xã hội, mình được chị ấy khai sáng về các phân bậc dân trí trong xã hội như sau. Hãy tưởng tượng rằng mỗi xã hội đều có một cái cây phân thành 4 nhánh. Mỗi nhánh mang một màu sắc khác nhau từ dưới lên trên: tím, đỏ, cam và xanh. Nhánh đầu tiên mang màu tím, tượng trưng cho tầng lớp lao động. Họ không có tiếng nói, thiếu nhận thức, hỗn loạn và dễ dẫn dắt. Những người ở phân bậc này chiếm phần lớn dân số và thường xuyên bị dắt mũi bởi nhiều luồng thông tin thực hư lẫn lộn với nhau. Nhánh tiếp theo của cây dân trí có màu đỏ. Đây là tượng trưng cho những người bắt đầu có ý muốn khẳng định bản thân. Tuy nhiên họ vẫn chưa biết mình là ai, mình cần gì và mình đang đứng ở đâu. Vì thế họ trở nên bối rối và lựa chọn cảm xúc mạnh mẽ nhất để thể hiện sự tức giận. Chửi bới và chỉ trích chính là thứ vũ khí của họ. Họ hóa thân thành trí phèo ở mọi lúc và nghĩ rằng điều này sẽ giúp họ hiểu hơn về bản thân mình. Họ thường xuyên nêu lên quan điểm dù nó có sai đi chăng nữa, và những quan điểm này thường phiến diện vào một chiều. Cũng như việc chưa thực sự thoát khỏi vùng phân bậc tím, những người ở mức đỏ vẫn thường xuyên bị dắt mũi và xuất hiện những cái phản ứng gay gắt hơn. Nhánh tiếp theo nữa có màu cam, thể hiện cho những người bắt đầu có ý thức về bản thân và vị thế của mình. Họ biết mình đang đứng ở đâu và trầm lặng lại. Họ yêu thích nguồn tri thức mới và thường xuyên tìm hiểu về nó hơn là đi theo xu hướng. Họ bắt đầu quan tâm đến học thuật, họ nêu quan điểm của mình một cách bình tĩnh và nhã nhặn.
những người ở phân bậc cam thường có chí tiến thủ và tinh thần cầu thị. Cuối cùng, những người ở nhánh xanh thường là những nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư có ý thức cao về bản thân của mình. Họ tìm kiếm đến sự tinh hoa tri thức và họ cũng chính là tinh hoa tri thức. Họ đặt ra các vấn đề và phương pháp giải quyết ở tầm vĩ mô, thể hiện sự nghiên cứu sâu rộng của mình thông qua đó. Họ thường có xu hướng tách biệt khỏi xã hội, lặng lẽ làm công việc của mình. Bởi lẽ khi bước đến phân bậc này, họ đã nhận thức rõ về bản thân mình và hiểu được mình cần gì và nên làm gì. Vì thế các tác động của xã hội cùng nhiều luồng thông tin không mấy ảnh hưởng đến họ. Họ chỉ muốn hoàn thành công việc của mình mà thôi. Và mình cũng đồng ý với chị ấy rằng, nếu phân bậc của những xã hội nước ngoài nằm ở mức đỏ và cam, thì xã hội Việt Nam rơi vào mức tím và đỏ là phần nhiều. Tất cả những phản ứng của xã hội đều đến với các vấn đề được đưa ra đã chứng minh tất cả. Những bạn trẻ, những người luôn tôn sùng chủ nghĩa văng tục là thẳng thắn, thực chất đang nằm mấp mé ở phân bậc tím và đỏ. Mình cho rằng chính vì sự tự ti và hoang mang trước câu hỏi mình là ai đã khiến cho ngày càng nhiều các người trẻ cảm thấy mình cần phải lựa chọn lấy một cách thể hiện để khẳng định bản thân mình. Và họ đã chọn cách thể hiện tiêu cực nhất với cảm xúc dữ dội nhất. Trưởng thành đi cùng với điềm tĩnh. Thực sự mà nói thì cái dân trí vốn dĩ cũng tương đương như là quá trình phát triển của một con người. Khác ở chỗ, nó chỉ về một bộ mặt tổng quan vĩ mô hơn. Việc các bạn trẻ gào thét đòi khẳng định bản thân và văng tục để thể hiện sự thẳng thắn cũng nằm trong quá trình phát triển nhân cách và trưởng thành. Chính bản thân mình cũng có một khoảng thời gian luôn chửi bới, chê bai mọi thứ. Nhưng may mắn làm sao, mình không văng tục mấy. Trước khi ý thức được bản thân mình là ai và mình cần làm gì. Tuy nhiên, nếu như mà trạng thái văng tục kéo dài thì nó sẽ trở thành một vấn đề lớn. Mình rất may mắn khi có thể tiếp xúc được với nhiều người thuộc giới trí thức. Bạn bè của mình có người làm nghiên cứu, có người chuyên sâu học thuật, có người là nhà hoạt động xã hội. Rất nhiều người như thế và mỗi lần trò chuyện với mình lại hiểu ra thêm nhiều điều mới mà chẳng cần phải tự thân trải nghiệm. Bên cạnh đó mình nhận ra rằng, những người càng đi sâu vào nghiên cứu học thuật, họ càng có xu hướng tách mình và ứng xử rất điềm tĩnh, phân tích vấn đề vô cùng sâu sắc. Ở ngược lại, những người có thời kỳ nổi loạn kéo dài, mọi thứ dường như bị trượt sâu xuống hố đen không đáy. Việc bạn văng tục để thể hiện mình không sao cả, vì đó chỉ là một quãng đường trên quá trình trưởng thành của bạn. Nó có thể kéo dài từ 1 đến 2 năm trước khi bạn nhận ra được những điều đó là sai lầm. Nhưng nếu điều đó kéo dài quá lâu, nghĩa là bạn đang chững lại và bị thụt lùi so với những gì bạn mong muốn đạt được. Bên cạnh đó, việc bạn thường xuyên sử dụng cảm giác tiêu cực và sự tức giận cũng sẽ làm cho lý trí của bạn bị bào mòn theo năm tháng. Bạn sẽ không thể phân biệt được đâu là điều đúng, đâu là vấn đề mà bạn cần lên tiếng. Và vô hình chung, những lần chửi bới của bạn sẽ thường rơi vào các vấn đề nhỏ nhặt và quá đỗi bình thường. Sự vô học được đề cao trong xã hội ảo. Đáng tiếc với tình hình phát triển mạng xã hội như ngày nay thì các phong trào thể hiện cảm xúc tức giận lại được cổ suý. Điều này cực kỳ nguy hiểm với người thực hiện các hành vi văng tục lẫn những người cổ suý và bị ảnh hưởng. Nó tạo ra một thế hệ vô học và ngắn não, luôn có ý kiến phiến diện với mọi thứ mà không hề biết cách suy xét, phân tích để phát triển. Nguy hiểm hơn là khi thế giới ảo ngày nay càng ngày càng có nhiều các đứa thế hệ trẻ và người cực trẻ tham gia. Sự ảnh hưởng của cảm giác tiêu cực quá sớm sẽ khiến cho những đứa trẻ này dần trở nên khó bảo, đần độn đi và không thể phát triển được tư duy, trưởng thành như theo con đường đúng đắn. Hãy nhìn vào sự việc gần đây nhất về dự án nghiên cứu thay đổi bảng chữ cái tiếng Việt. Hàng trăm ngàn người lên tiếng nhưng được mấy ai đưa ra các quan điểm tập trung vào vấn đề thật sự. Họ gào thét, chửi bới, chế ảnh cáo phó của vị phó giáo sư tiến sĩ và lăng mạ ông chỉ vì một nghiên cứu khó có thể trở thành hiện thực. Họ thể hiện sự tức giận của mình lên một đối tượng cụ thể, chứ không phải là vấn đề do đối tượng đó gây ra, và thể hiện bằng những hành vi vô học. Hãy tưởng tượng tới một thế hệ như thế trong tương lai. Những đứa trẻ từ 10 đến 12 tuổi gần cổ lên chửi rủa những người có thể sanh ra cả cha chú của mình. Hãy tưởng tượng đến lúc người ta bắt đầu câu chuyện bằng lời chào em mày, và thể hiện quan điểm với những từ ngữ thằng đó nói như. Hãy nghĩ đến một xã hội như thế và bạn cảm thấy nó có tốt đẹp hơn không? Và đó là những phân tích của tác giả. Quan điểm của các bạn ra sao? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé.
Cũng đừng quên like và subscribe cho kênh Spider Room để đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị sẽ được ra mắt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!